cái này không có quay hình nha. Rồi lấy tiền ra luôn. Không có. Đơn giản thôi ha. Chúng ta sẽ thổi. Mỗi lần thổi là phải có lá bài rớt. Ai là người lá bài cuối cùng rớt xuống khỏi cái ly đi là thua. Trời, mấy anh này làm sao thổi lại bằng tụi em. Và cái người cuối cùng đó là phải uống cái này. Đó là gì vậy? Cái gì vậy? Đừng hỏi. Nhìn đắng quá. Nước mắm, cá cơm. Vậy là em đem máy huyết áp theo là đúng luôn á. Gì vậy chị? Nước mắm. Em ăn chay mà anh đổi nước tương được không? Thế là mày chắc mày thua luôn hả? Mày mới nói là mày thổi không ai bằng mày mà giờ mày chắc mày thua rồi. Mà thổi không rớt thì sao? Không được, rớt. Bắt buộc phải rớt. Thổi là thổi chừng nào rớt thì thôi. Nhiều rách bị đấy, tiền thứ tự. Nhiều ra ít bị. Rồi, ít bị là ít, hai người này bị sau cùng nè. Hai, ba. Hai, ba. Rồi, em là người cuối cùng. Chị chạy đi. Một, hai, ba. Rồi, một, hai, ba. Rồi, thắng. Thắng là mình đầu tiên. Một, hai, ba. Trời ơi, ngốc này. Vậy mình thứ nhì, mình thứ ba, mình thứ tư, mình thứ năm. Hai, ba, thổi cái còn à, hai lá, thổi cái còn lá cho nó là đúng. Rồi thế, mà cứ thổi đại thôi. Sao được. Cái bài này khó rớt nha, cái bài bị giấy. Cái bài này khó rớt nha, cái bài bị giấy. Mình có thể nào mình cho nhát một lần không? Tại vì không nghĩ là nó như vậy. Nước mắm này tăng xong thiệt đó. Uống hết chứ sao? Không, mình thường là mình nhấp môi thôi. Còn thôi, mình có chồng để làm gì? Không, anh đang đọc ăn uống nước mắm được, quên hả? Trời ơi. Ủa, cái lắm những lúc này mới thấy được tình nghĩa vợ chồng. Mà bây giờ anh lắp bắp luôn. Anh là máu xăm em biết mà. Máu xăm là máu gì? Anh lại là em cười mà cái máu đã lên rồi. Anh uống cái này. Đó, mày thấy không? Vợ chồng mà vậy đó. Út, em út. Trời, em đâu có dám qua mà mặt anh em được không? Mày qua đi, mày qua đi. Tao cho mày qua. Chị em với nhau mà không lẽ giờ mày. Dạ, thì giờ đến với chương trình em cũng không có gì. Mấy cái này lên tầng sòng được lắm. Này, mình đo trước khi uống đi chị. May là mày có biết cái đề này rồi đúng không? Mày mới đem theo. Đem cho chị Trang cái lúc trước và sau khi uống đó bé. Nên đeo cho chị đi em, chứ chị nghĩ nghe cái mùi là thấy nó mặn lắm rồi. Phải. Cái này nó đây. Bé này à, được cái đẹp à, chứ không biết làm gì. Không biết làm gì, sáng giờ biết làm gì. Trước khi uống nha. Chương trình của chúng tôi có y tế rồi. Y tế, có xe cấp cứu rồi sẵn. Ủa sao thổi sao mà đi hết nguyên bộ bài vậy trời? Ta nói trời phụ nữ mà. Mà cái quy định người ta là chỉ cần rớt thôi thì mình thổi 3-4 lần cũng được. Bất gì thổi một phát một cho rớt hết vậy. Quá đẹp, 90-67. Tuyệt vời. Tuyệt vời đó. Đúng rồi. 90 mà. Để đi, đi ngủ. Để đi ngủ. Để đi em. Chị uống xong chị còn đo là một cái nữa bé. Không, nước mắm xịn thì không có sao đâu. À, mời mọi người hả? Vô, 100% nha mọi người. Em quay cái gì vậy? Em vui lắm hả em quay? Em uống nữa cho. Thôi, đừng làm bộ quá đây. Hồi nãy kêu uống hết đi rồi. Uống hết thì uống không nổi. Nhưng mà bây giờ em uống nè, nữa anh uống nữa. Nè, nè, coi nè. Hảo hán hay không là lúc này nè. Trời ơi. Ê. Trời ơi, ngọt chết rồi trời. Mình đo lại giùm chị. Khi nào mà chị thấy hơi mệt mệt nóng nóng á là mình đo lại. Cái mồ hôi chị xuất ra đúng, đúng không? Rồi. Mình có chơi nữa không? Thôi anh. Trời. Tao muốn chửi thầy luôn. Vừa uống xong một ly bây giờ uống không chơi. Thôi vậy được rồi lực. Thôi mày khùng hả? Bao lấy cái ly bao phang anh luôn bây giờ đó. Thôi được rồi. Hồi nãy chứ. Đúng rồi. Đừng có chơi kiểu đó. Nhưng mà ta là qua tour đúng không? Qua rồi. Thì người thứ hai. Thì có lực bên chồng chị đó. Đó. Cái này là nước mắm chứ đâu phải là thuốc tăng lực đâu. Sao uống vô em sung dữ vậy cơ? Tại vì mình uống thôi, mình cũng muốn mọi người uống chung. Đó, nhân đạo ơi. À, tới tên bên em. Kia, bên kia. Tao còn thương, tao còn để lại cho mày đó, miếng. Trời ơi. Còn còn như là đi hết. Dạ, thổi hay lắm, nãy nó nói rồi. Ừ, để dân thổi chi. Vô, dạ. Ủa thổi đèn cày hả cưng? Em đề ba vậy thôi. Happy birthday. Ê, còn kìa, chừa là một lá. Còn chừa một lá. Chừa là một lá. Chắc rồi. Đúng rồi. Đi hết luôn em. Đúng rồi. Đi hết luôn em. Đúng rồi. Đi hết luôn em. Đúng rồi.
Thảo Hoa đưa chị dạ giùm chị nhé. Thảo Hoa đưa chị dạ giùm chị. Được không? Tại sao mà em lại uống nước mắm, có nghĩa là cái nghiệp của em còn. Mà biết sao uống không? Tại vì muốn cố tình hại người tiếp theo. Đúng rồi. Chứ một hai lá là ok rồi. Em cứ buôn lời đi, xin đừng run. Ba đừng sợ. Nước áp lên quá rồi. Trời, nhịp tim 306. Trời ơi, em là vậy là bình thường không? Bình thường. Em bị tiền đình mặn. Không bị gì hết. Sao? Nó chỉ mặn thôi. Uống nước mắm mà tiền đình. Không phải anh uống đâu mà anh mạnh miệng vậy anh Lực. Phải, em nhìn chị Trang đi. Hồng hào. Vợ anh uống kìa. Đó. Vô. Hết ly luôn em. Lâu lâu mới gặp mà. Cho em biết tỏi ớt vô đây luôn được không? Em phụ đậy cho. Đâu em né nó phun mặt em bây giờ. Ấu đó. Không có, em đứng thở em uống. Ok cái là hết à. Mình chơi mình hại mình muốn hại người thì trời hại mình đó. Vậy nãy tao có muốn hại ai đâu. Chà, có vẻ nhâm nhi nhỉ. Thôi ớt đi. Trời ơi, mặn lắm á anh ơi. Rồi, thôi xong rồi, em nữa là xong rồi. Em nữa là không có chơi nữa. Thiệt luôn á hả? 2, 3, vô. Uống vô cái miệng thú quắc luôn quá, hơi rụt, không thú nữa. 2, 3, vô. Nè, uống nước vô đi má. Nhìn nổi da gà chứ không chắc. Người ta nuốt vô đi, nó còn ngậm cho mặn nữa. Nó ngậm vậy nó mới lên tăng xong nè. Chứ mình uống vô nó không có lên. Thôi giờ mình chơi trò chơi khác đi, mình đi ra biển mình chơi đi. Ủa vậy mình không chơi cái này nữa hả? Chơi cái này chứ. Không, còn một người mà, còn một người, còn okay, một người. Ok. Còn mình bé Thu chưa thổi thôi à. Ok. Trời quá đất. Đừng phun ra nha. Uống nước trà đá vô đi con. Trời ơi. Xúc nữa. Ôi trời ơi. Nuốt vô cái đi. Tao mày nuốt tao mới vô. Trời ơi ghê quá. Trời ơi. Giờ mới thấy ghê nè. Anh ta cũng thấy bình thường lắm nha. Thôi nó chơi dơ quá. Mình lên xe mình về luôn đi chăng. Xe vô kìa. Trời ơi. Trời ơi. Thấy chưa? Em muốn pha cho nó loãng ra bớt. Mà ai ngờ pha vô nó gớt quá. Chơi tiếp đi, chơi tiếp đi. Thôi quay em qua ngồi chờ kế chị dạ thôi. Phải ngồi kế vợ anh. Rồi ngồi xuống đây nào. Mình phải thử cái chứ. Ừ. Mạnh lên. Thiệt mạnh. Mạnh nó đi hết á. Không, không có nổi đâu. Ngượng lần lá không vậy? Trời ơi. Chết tôi. Tăng tăng ha, tăng tăng tăng. Wow. Wow. Cuộc chiến này hơi bị căng đó nha. Wow. Trời ơi. Wow. Nhiều em ơi. Ủa hay vậy? Chết anh nhá Phương. Lá trời được rồi. Vậy nó cắt đúng không? Đây nè, thổi dưới góc này thổi lên nè. Là nó dính con lá trên này à, đúng rồi. Trời ơi chỉ nữa. Khi đạo nghệ thuật nó ghê thiệt chứ. Mà trừ lại lá là chết em anh thầy. Trời ơi, dầu sôi lửa bỏng mà anh thổi còn được ra 3 cái nữa lại ghê không? Trời hay quá vậy. Vậy chết lực rồi. Chết tôi. Tôi tưởng nó tôi thoát. Nếu mà em thổi mà nó bay hết anh có cứu em nữa ly không? Mày khùng quá làm sao không? Anh em mà. Ê! 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 Được lá, được anh thương mày lắm luôn. Hợp lý. Trời ơi, hai ông đàn ông chơi nó cũng bé gái mà chơi. Ai! Mấy lá? Một lá! Ai! Chạy đó, đó tôi chơi dơ tôi chạy đó. Trời ơi, hai đàn ông nó vậy, người ta đẹp ngồi ngồi vậy mà. Ờ, đẹp là mới uống chứ. Ủa, thì hai chị cũng đẹp mà. Thật là non. Nói chơi chị Giang với chị già uống rồi mà bây giờ còn một người phụ nữ muốn sao được. Đúng rồi, trời bịt mũi nữa, bé này yếu thiệt chứ. Rồi xúc miệng giống như chị già luôn coi. Bình tĩnh. Đừng coi chừng nó sặc lên lỗ mũi nha. Không, nuốt luôn đi. Nuốt luôn đi. Phải quyết đoán đi chứ càng ngậm đi càng. Nước mắm ngon lắm. Cái sự đau khổ nó càng lâu, bây giờ mình phải cho một lần một thôi. Nước mắm ngon mà. Trời em nói chuyện nha, cái miệng không nước mắm không luôn á. Thơm, dễ sợ thơm luôn á. Trời thiệt là quyến rũ.
Ngậm miếng đường vô. Về luôn hả cưng? Giận rồi. Ủa sao tôi uống tôi thấy nhẹ nhàng quá vậy ta? Tại vì biết sao không? Cuộc đời của mình bầm dập còn hơn như vậy nữa. Một chút nước mắm là gì đâu. Còn con bé kia là nó giỡn mặt với lại nghịch cảnh luôn ha. Nó xúc miệng, nghịch cảnh vô miệng mà nó xúc miệng luôn. Còn đây là chưa trải sự đời nè. Còn tụi tôi khi nghịch cảnh đó với tụi tôi sẽ luồn lách để né qua được hết. Mặt miệng đời ai nói gì nói. Thiệt luôn á. Mọi người có một cách xử lý với nghịch cảnh thôi. Ghê quá. Lần đầu tiên trong đời được uống nước mắm mọi người ơi. Đừng bao giờ thử, kinh khủng. Hay quá, trời công nhận bữa nay thắng được phụ nữ vui quá. Rất hãnh diện luôn, anh thấy anh rất hãnh diện luôn. Trời bà Trang uống như uống rượu rồi trời. Ổn định ha. Không phải biết sao, tôi ra làm với lại tôi ra là người đầu tiên, tôi ra không có làm cho người cảm thấy sợ. Còn bà này bà làm cho mấy thú sợ rồi. Ủa này em thấy ghê lắm anh ta, em thấy cũng bình thường. Mình nổi da gà chứ không. Người ta nuốt vô đi nó còn ngậm cho mặn nữa. Uống nước trà đá vô đi cưng. Mắc ói thiệt luôn á. Nước mắm mà lấy xuống miệng. Tôi nói đỡ rồi. Thôi mình ra bãi cát chơi nào. Thôi ra bãi cát chơi đi. Ở đây chơi có vẻ bất ổn quá. Tiếng lực đang chiến thắng khoái đó. Vô. Xin mời. Làm bị dạ đâu? Chị dạ. Trời sao những cái mặt bá lúc nào vui vậy ta? Nó phải đi từ từ như vậy nó mới chèo. Thì nhanh không được tại bị thắng tiền định quá. Đó. Nhanh nào. Từ từ anh ơi. Trời ơi em bị phong thấp mà xuống cát cái nó dính cát. Sao nhiều bệnh quá ha. Tiền đình rồi giờ qua phong thấp. Huyết áp. Có thể xỉu bất cứ lúc nào. Đúng rồi. Rồi giờ mình chia hai đội, mỗi đội ba người. Ủa đội ba người. Đừng sẵn ba người đúng rồi. Tùy lắm. Rồi ai chơi trước? Chơi cái gì mà nói cái luật chơi là cái gì chứ? Đội chơi trước, quả tôi xì đi giành lượt chơi 2-3. Phương. Trời ơi nói nữa. Đã chắc chắn là rồi. Hỏi ta ra gì? Mình đứng gái mà hỏi ta ra gì? Anh ra gì vậy? Kiểu 2-3. Mình sao nó dối được anh? Trời ơi, khi nào nó thật tôi chứ. Trời ơi, không tin luôn á trời. Sao nó dối được? Tao lại mày luôn không? Vô vô. Đó là một lượt. Đội nào mà móc được cái móc nó vô cái móc cái vòng tròn này trước là thắng. Không được di chuyển nha, chỉ đứng một chỗ thôi nha. Ngã nghiêng được chứ không được bước tới bước lui nha. 3, 2, 1, à, 2, 1, bắt đầu. Nhìn cái đã, nhìn cái vòng đã trang. Đây. Không, bây giờ tao chỉ mày nè. Đúng rồi. Rồi. Sát nữa. Rồi, đi vô, từ từ, chưa, xích qua bên trái xíu. Rồi, vô từ từ. Dứt. Qua bên trái xíu, qua trái. Rồi, dứt. Chưa, qua trái. Rồi, rồi, qua có trái. Cái lỗ mà chọt không xong nữa. Chọt. Dứt. Để vô lỗ rồi để em phải ngâm trong đó luôn. Em đừng có nhấp. Để vô là để trong đó luôn á. Chưa. Rồi để em. Rồi để em đi luôn hả? Để ba người hoàn thành mới được tính mà. Bạn ơi nhìn tôi bạn. Rồi, xuống. Em xong. Lên. Rồi. Dứt. Chưa. Nhanh vô luật ơi. Từ. Đi xích qua bên trái xíu, xích qua trái. Vô. Anh vô thôi chứ anh đừng có túi nào xuống mà nó không ai. Ok. Rồi, chưa. Rồi. Rồi anh thắng rồi. Ngồi xuống. Thắp nữa. Coi em nó bị. Mày còn rồi. Tao lại. Để em ngước qua. Để em xoay qua. Còn không. Còn. Rồi lên nhón lên chiếu. Vô. Đợi cái đó gần cái từ đó rồi. Vô. Chưa đâu. Áo lực này. Vô. Nói về mấy cái chọt lỗ là tôi chọt nhanh lắm. 3, 2, 1, go. Khoan, cái chỗ này nó ngay rồi nè. Rồi. Ăn dai vậy, vô đi thôi. Lùi. Cao lên xíu nữa. Dứt. Cao lên nữa. Cao lên. Dứt. Rồi. Thu chị anh Thu. Không vô.
phải bớt củi hả gia? Giang Giang dễ sợ luôn á. Anh lật bẻ cái hàng của em. Thôi được rồi, để anh bẻ cho rồi. Móc chữ vô á. Gió nó đang bị lắc. Bé thờ dễ sợ. Anh bẻ nó lên về là nó vô liền đúng không? Ai vậy? Ê, ê. Lên về là nó vô liền đúng không? Ai vậy? Ê, ê. Anh lật bẻ cái hàng của em rồi. Được rồi, dứt dứt đi, lại đi mở cổ. Vô rồi, trái qua trái, qua trái xíu. Vô, đúng rồi. Trái xíu. Vô. Cao lên, cao lên, cao lên. Bữa, bữa, bữa. Bữa. Vô. Bữa, bữa. Vô. Bữa, bữa, bữa. Vô. Sao ngoài vậy anh? Bữa. Từ từ chứ. Ôi, vàng cho lên. Vàng quá, vàng quá, gì? Em tội em rồi. Em vàng quá, gì? Rồi, không được đụng tay vô. Không được đụng tay vô. Sao nó lắc dữ sao mà sáng. Thôi cứ mở ra, cứ mở ra. Đó, cái mở đó. Nó đang xoáy một rồi, rồi, vậy sao chơi? Múc mày luôn. Trời ơi, em rung đùi luôn á. Dạ ơi, dạ đang rung tung. Trời ơi, khám bác sĩ nó cái khớp gối em yếu lắm. Lẹ đi anh. Ủa mày bệnh thường lắm. Trời ơi, nó rung rồi. Anh nghĩ em đừng đi làm nghề nữa. Em cần có điểm tượng. Em đi chữa bệnh đi, em đừng đi làm nghề nữa. Dạ ơi. Tới đi, em tới đi. Em cúi xuống. Đúng cái đầu. Trời ơi, rung cái đùi. Lùi lại, lùi lại. Em không dám thở luôn á nha. Rồi, tới. Tới, tới. Lẹ anh ơi. Từ từ. Bây giờ ông Giang vừa vô, dạ rớt rồi. Bây giờ từ từ. Rồi, chưa, bị cao hơn rồi, cao hơn rồi. Vô. Trời ơi. Ủa, ai kêu ổng vô đội mình vậy? Ai kêu ổng hồi nãy? Bên kia nó chọn đội rồi, còn lòi lại không? Trời ơi. Vô đội với chủ nhà là tiền vốn. Tội nghiệp con nhỏ. Hai con rối loạn tiền đình, khớp gối yếu và bắt con nhỏ đứng rồi nãy giờ một tiếng rưỡi rồi. Trời em quýu hai cái giò luôn. Hỏi coi đồng hồ tôi biết tụi tôi ăn chắc rồi. Lấy chai nước mắm ra ba đứa uống, mỗi đứa một ly. Thời gian hai đội, đội đầu tiên là 2 phút 12. Đội thứ hai khi chị Dạ ngốc được 1 phút 54. Nhưng sau đó anh Giang làm tuột. Thì kết quả là 3 phút 57. Yeah. Thua thì phạt gì đi chứ, tự nhiên thua rồi đứng nhìn không vậy? Vậy thì đội thua sẽ nấu nướng phục vụ cho đội thắng buổi tối ngày hôm nay. Cứ ngồi mát, anh cứ ngồi mát. Ok, tuyệt vời, yeah. Giờ vô trong mình nghỉ ngơi một xíu chứ hả? Mình tắm rửa nghỉ ngơi đi rồi mình đợi đồ ăn. Ai quên? Mọi người chưa check in, đi qua đây. Rồi, ai ở đâu thì ký ở đó. Nguyên quán, quê hương, Lực quê đâu? Tôi ở thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh là hết chỗ ký rồi, quê cha quê mẹ gì đó cũng được. Ê, quê quê cha đi, Cần Thơ. Cần Thơ. Đồng Tháp chỗ nào vậy? Đó, có Buka ký rồi nè, thấy không? Buka ký bị ngược nha. Vì em ký ngược là Buka đúng không? Đúng rồi. Quê má tôi ở Trà Vinh. Rồi ba mẹ tao ở thành phố Hồ Chí Minh luôn thì tao ký ở đâu? Thế Cần Thơ nè. Rồi hết chỗ ký rồi. Trời ông nào ký ác dữ vậy? Võ Đăng Khoa là Trà Vinh hả? Nó ký một mình đó, một tỉnh đó. Cậu ký thế không? Em ký Đắk Lắk hả? Đắk Lắk. Đắk Lắk ký ngon á, tại vì nó lắc đất nó to lắm. Rồi. Đó là hàng ở trên. Ký nhỏ nhỏ cho người ta ký với. Chụp hình nào, chụp hình nào. Đâu vô. Rồi, mời qua đây. Ủa, còn nữa hả? Sao ra nhiều vậy? À, ghim lên đó. Trời ơi, quỷ nào vậy? Quỷ nào đen thui vậy? Ai tới chơi cái cũng vô khung vậy hết hả? Người tự đáng yêu đi. Rồi, Hà Thu để kế Quỳnh Phương luôn. Em để trên đầu nha. Trời ơi. Trời ơi, cây cú tới giờ này luôn hả? Bé này nó xù dài ghê hò. Không lẽ chị đứng trên đầu anh chị hổn quá. Đứng bên này không được không mày? Thôi anh ngộ quá, cho em lấy dí anh cái coi. Anh Vinh nè, thôi để anh đứng kế anh Vinh đi. Mà chỗ hình anh Vinh có dướng Duy Khánh rồi, em giờ Duy Khánh.
Xin lỗi nha cưng. Rồi vô tắm rửa nghỉ ngơi nào. Cay à? Cay ngon lắm. Được chưa? Rồi. Rồi chạy nước miếng. Chạy chưa? Mắm này mắm gì anh Giang? Mắm đặc riêng đó em. Đặc miền Trung á, ngon lắm. Rồi lên món. Lên món. Wow. Rồi bưng lên cho mấy anh mấy chị đi. Mẫu đầu tiên lên. Vô bàn đi nào. Dạ em mời anh chị vô bàn. Nhà hàng em phục vụ món đầu tiên, món khai vị ạ. À. Ui da ui. Ngon à. Này là ai làm? Anh làm chứ ai làm. Anh làm ạ. Ủa thua là cũng được ăn luôn hả? Tao làm cho tao ăn chứ. Nhưng mà các anh chị ạ. Hơi cay ha. Cay chứ. Ăn cái đó xong hấp bên cạnh nó mới đã. Nguyễn Giang nó có tay làm đồ ăn ha. Giang gì cũng làm được hết luôn. Ủa rồi bà già đâu bà không ăn thiệt à? Đang chiên chú chiên. Dài mà. Ăn chú chiên hả? À, nhiều chú rồi đi chiên chú nè. Lá hồi cái ăn không hết còn dư mình bán. Ở đây giờ bán cái này 20.000 cái cũng có người mua nữa. Nhiều khi mất anh rồi. Chúng tôi thành sỏi đá. Đêm đêm chập chờn trong giấc ngủ. Cay nha. Ngày hấp tụi canh thiệt nóng rồi nữa mới đã. Không canh luôn nha. Đâu ạ? Em xuống phụ bưng bánh canh. Trời ơi, nên làm vậy nha. Sống là phải biết điều chứ anh. Đúng rồi. Ê, nói như tụi mày không biết điều vậy. Không, mình thắng mà, mình thắng cuộc mà. Được rồi. Mặc kệ miệng đời nha anh. Người chưa mình chơi gì có gọi là chơi dơ quá không anh? Đó, ủa? Đúng quá. Mình chơi bằng thực lực mà sao dơ Phương? Em thấy dơ chỗ nào? Dơ nói để mỗi mình rút kinh nghiệm coi. Chứ nếu không giờ mình đứng ở dưới là mình hối hận á. Dưới thời buổi giờ mà em ơi. Dơ tắm kỹ một chút rồi sạch tới cái gì đâu. Cái dáng mà hỏi lá bài đó là hỏi kỹ thuật lắm chứ bao giờ sao không. Cái của em hỏi hay quá. Cái lá đó mà không rớt là anh mệt rồi đó. Thật ra có một chút tiểu xảo nhẹ trong đó nha. Hỏi hai lần nó rớt cái bộ. Đúng rồi. Nói gì ăn điếm này ai chơi qua là anh chị em mình. Anh diện quá. Nãy giờ nói hết bánh lới rồi. Đức lực cho không dám mời xuống nữa. Một lần một bảo đảm. Chạy mặt luôn không? Sao mà Phương nó không có bạn. Chơi kiểu đó bạn nào dám chơi nó. Chắc anh nhiều bạn lắm. Lâu quá ta. Đêm đêm. Ủa? Tụi quán ăn chung ốm giấc mộng. Lên món cho lẹ lẹ vô quán ơi. Trời ơi từ từ. Ngon mà hơi chậm. Cái chú chiên thành công không? Trời. Đương nhiên là không rồi anh. Bạn tình ơi dấu gì cũng xa nhau rồi. Hình như là nó cố tình làm cho cay để mình cái vị giác mình bị tê liệt hay gì á. Dạ, nhà hàng em có tô đầu tiên rồi. Mời chị Trang ạ. Trời ơi, nhiều dữ vậy hả em? Chị có ít bánh nè. Bé ơi. Dạ. Anh không ăn thịt, anh ăn bánh không nha. Có chả cá thì lấy chả cá cho anh. Chả cá với tôm thôi. Rồi chả cá với tôm. Bỏ thịt ra đúng không? Ừ. Phương ăn đi anh Phương. Cảm ơn nha. Bỏ ba trái ớt thôi anh. Làm hơi lâu hơi chậm nha, trừ điểm nha. Dạ, dạ, anh thông cảm. Đây không? Okay. Ngon quá ngon, mà hơi cay. Bé bỏ ớt vô cho Phương ăn. Ba trái. Giờ mình ăn nhẹ thôi, lát mình ngồi mình tâm sự sao. Làm bây giờ thôi đừng bàn nữa. Đang thiền định trẫm à. Lủi thủi từ trưa tới tối. Bà làm gì mà bà có chuyện bà làm hoài ta. Thích vậy, thích lẫn quẩn vậy đó, thích vậy. Thích bận rộn vậy đó hả? Ủa tôi nhớ show này là show nhà trọ Destiny chứ đâu phải show muốn ăn phải lăn vào bếp đâu trời. Xin mời, xin mời. Một bữa tiệc nhỏ đãi những vị khách đáng yêu. Nhẹ nhàng thôi.
không có gì là gọi là xa xỉ cả. Wow, vậy là hồi chiều mình mới ăn chiều quá trời nhiều rồi bạn ơi. Đây, có rồi ăn. Mời ngồi. Bắp nha. Bắp là phải có mỡ hành nha. Không, không có mỡ hành rồi. Không mỡ hành hả? Vậy mà ăn bắp không hả? Bắp nướng không được rồi. Hành tỏi gì giờ này? Không. Nghe cái thấy sợ sợ nha. Sao vậy? Nghe nhắc tới mỡ hành cái tự nhiên em cảm giác em sẽ là người đi vô làm mỡ hành. Thật sự luôn á, nghe sợ sợ liền luôn á. Ở xuống. Làm nêm nếm đồ đàng hoàng. Cái này là khu mực của Tiếng Lực ban nãy đúng không? Đúng rồi. Hello bạn Giang. Tôi rất là vui khi mà được mời xuống dưới chỗ biệt thự của bạn. Biệt thự của bạn để mà tham quan. Mà đi tay không thì kỳ. Mà giờ thật sự ra tôi không biết mua gì nữa. Cũng may là ở công ty tôi có bánh khô mực à, cho nên là tôi sẽ đem khô mực xuống dưới. Hy vọng là với cái khô mực này bạn sẽ làm cho tôi nhiều cái món ngon, giống như là bún chứa Nam Giang hay là bún riêu cua đồ này nọ. Hy vọng là sẽ được thưởng thức những cái món ngon từ cái bàn tay chế biến của bạn. Còn cái người bạn đi chung với tôi không biết đem cái gì thì tôi không biết. Tôi chỉ biết là tôi có khô mực. Hy vọng là bạn kia có cao lương mỹ vị gì khác. Hẹn gặp bạn ở dưới nha. Đây, giờ mình sẽ ngâm trong bia. Hả? Hả? Ủa? Ngâm trong bia xong mình nướng ngon lắm. Phải không? Chắc chưa nha. Tin tôi chứ. Tin. Cái cây được các kiểu. Ăn uống đi đâu. Wow. Muối ngon nha. Hơi cay nữa nha. Giờ mình chia làm hai phe được không? Nữa hả? Ủa nữa hả? Ủa tới giờ vẫn còn chơi luôn á hả? Tôi đổi chỗ với Trang đi. Sao hả? Ủa ngồi sao đổi vậy luôn đi chứ. Hay là tại vì em hôi quá. Trời mày còn ép không qua bển ngồi nữa. Vậy mình đỉnh mặt đẹp hơn. Đây chúng ta sẽ có một cái hộp như thế này. Trong đây là vô số câu hỏi. Giờ chúng ta sẽ chia hai phe nam và nữ. Ok. Bảo vệ quan điểm của mình ha. Cái này mình nói thật lòng chứ không có diễn xuất gì ha. Rồi. Đúng rồi. Không hề diễn. Đúng. Sáng giờ là không có gì diễn hết trơn á. Đúng rồi. Chúng tôi thắng bằng thực lực. Đúng rồi. Không có tình diễn gì ở đây. Rồi. Đêm nay là đêm talk show tranh luận về những câu chuyện bên lề cuộc sống. Khi người yêu hay là vợ chồng mà cãi lộn á, bỏ đi hay giải quyết trực diện. Là câu hỏi giải quyết trực diện rồi. Là chủ đề để talk à. Ừ. Đúng rồi, em cũng chọn giải quyết liền chứ. Tôi chưa bao giờ bỏ đi, tôi không dám. tôi cũng nói mà nhanh gọn nhẹ thôi. Mấy bà vợ nói vòng đi vòng lại hoài có chuyện ha. Tại sao không hiểu á? Tôi là thuộc dạng là không có vòng đi vòng lại nha. Vậy hả? Nói đúng cái đó là nói chính xác cái đó. Nhận sai là xong là thôi. À, ngon vậy, vậy khỏe mà. Nghĩa là phải tùy đối tượng có thích thôi không đó chị. Nhưng mà tao ít khi nào nhận sai liền lắm. Nhưng mà đừng bỏ đi nha. Đúng rồi. Bỏ đi là càng nóng nữa. Có chuyện á, chuyện lớn luôn á. Đàn ông có nên có quỷ đen hay không? Có. Vậy là hai người này có. Đúng rồi. Không hỏi có nên hay không mà, đó là mong muốn của người ta thôi chứ. Em cũng nghĩ nên nha. Cũng phải có một số tiền nhỏ nhỏ chứ, cái gì cũng xin vợ không kỳ. Mà anh hay xin vợ nó. Anh xin là để cho chị tưởng là anh không có quỷ đen, chứ mà anh xin là anh không có. Trời ơi, con nhảy bóc mẻ luôn. Hãy nghe bà chị tôi nói. Thật ra cái gì cũng vậy, mình không có cấm được. Đúng không? Giống như hồi đó ông Luật á, chỉ khuyên ổng là đừng hút thuốc nữa thôi. Hút thuốc là hại sức khỏe. Nhưng mà ổng vẫn hút là mình biết ổng có hút. Nhưng mà mình cũng nói là giờ sao cấm thì ví dụ thấy mình giận được một lần, hai lần, ba lần sao mình giận được hoài. Thì ổng vẫn hút thì ok, nhưng mà cái này là sức khỏe của anh. Là sau này ổng bỏ đó. Sau này là lâu lâu gặp bạn bè mới bập chút xíu rồi giờ bỏ luôn, giờ chỉ là xì gà. Xì gà nó nặng tiền hơn thuốc nữa. Nhưng mà riêng về cái quỷ đen là riêng bản thân này là nói thiệt nha, bản thân Trang cũng nghĩ là nên có. Ồ, tại vì có nhiều cái á, giống như sinh nhật vợ hay là có dịp gì á, cái quỷ đen nó lợi hại lắm. Thì đó, để tôi phân tích chỗ đó luôn nè. Thật ra ông có quỷ là quỷ quỷ giấu kín, xài cái việc có quỷ cái kín gì thôi, chứ không phải là quỷ giấu. Đúng. À, mà phụ nữ hay lắm, cấm mà không được quỷ đen nha. Vậy mà sắp sinh nhật không thấy tặng quà thật kỳ vậy. Tiền thì bà giữ hết rồi, quỷ đen tôi không có là tôi thiếu nợ hay sao mà mua đồ được. Đây, bây giờ có cái câu này nè. Cái câu này là ai cũng phải trả lời được nè. Tại vì ai đã từng trải qua nè. Nếu người yêu cũ gọi điện thoại nhờ giúp đỡ. Tôi giúp liền à. Dạ. Có giúp hay không? Giúp, tôi giúp. Dạ sao? Thôi giúp chứ, nhưng mà cũng phải hỏi ý chồng mình. Này không có gì để bàn á. Phương sao? Nếu như... nếu mà biết người xưa kia gặp không may rồi có đau lòng chị hai cười tét rút hay là trào nước mắt. Không, tức là hỏi nhờ giúp nào phải giúp chuyện gì, không nói chuyện hợp lý thì mình giúp thôi. Đúng rồi đó, người yêu cũ thí dụ như anh ơi em đang bị chủ nợ quýnh đề gì đó kêu giúp giúp ông nội tôi sao dám giúp. Đúng không? Không lẽ giờ mình qua mình nói vợ mình em
bồ cũ của anh vấn đề thiếu nợ quá giúp tiền chữa chết đúng không? Nhưng mà thí dụ như người cũ của em mà gặp vấn đề em giúp không? Giúp chứ. Vậy là ok rồi. Có điều kiện là khi chia tay mình chia tay trong nó em đẹp chứ. Chứ còn chia tay mà làm thì người ta cũng đâu có gọi mình đâu. Sĩ diện đâu gọi. Nhưng nếu mà chia tay hùm bà lằng mà người ta vẫn gọi thì sao? Vẫn là giúp thôi. Yêu đương lãng mạn với thực tế chọn cái nào? Tế. Em chọn lãng mạn nha. Đây, đây là gu trai đẹp, lãng mạn. Màu hồng. Chị chọn lãng mạn rồi, dễ gì chị có anh Luật làm chồng. Trời, em nói giống như anh không lãng mạn nghe Trang. Dễ gì có được anh Luật làm chồng. Anh có hiểu không? Có hiểu câu trả lời của em không? Không. Không. Là được anh làm chồng. Ông này sao không hiểu được cái câu đó ta? Hiểu mà muốn người ta nhấn hoài là mà vẫn không hiểu. Là cuối cùng sao đâu. Ông vẫn chưa hiểu. Không hiểu, em bảo đảm. Chị giải thích luôn rồi. Mà hiểu không? Trời ơi, phụ nữ nói ra là hiểu liền. Rồi được. Ờ đó, chỉ nhấn cái chữ được. Được rồi. Lấy được anh Luật đúng không? Là thấy cái vị trí người đàn ông nó rất là dễ sợ trong mình rồi. Có nghĩa là em mà thích màu hồng. Dạ. Em mà thích thực tế. Đúng rồi. Dạ. Thực tế anh. Cái tuổi này thực tế. Đúng rồi, con cái em, rồi mà. Em là phải dung hòa giữa cái lãng mạn không thực tế. Không có dung hòa anh. Nếu mà lãng mạn quá thì nó nhiều khi nó ra sến. Đúng không? Lãng mạn sến liên quan gì? Em nghĩ là 50-50 là ok, đừng có... Là nó nửa mùa anh. Đúng rồi, chẳng là nửa mùa chứ đừng có màu hồng quá. Chọn thôi, giờ chọn một trong hai thôi. Chọn một trong hai hả? Thực tế lãng mạn. Nghĩ về thực tế hơn. Cứ giờ một cúp liều chanh hay quả kim vàng rồi lấy cái gì nuôi nhau xong. Lâu nhất thiết là lãng mạn là phải một... Sao chứ mọi người chị cứ phải quy về là như chọn vậy. Chọn một cái người có thể lo được cho em cuộc sống hay là một người suốt ngày chỉ nói những lời yêu đương lãng mạn. Em có thể chọn được một người lo được cho em và nói lãng mạn với em. Người ta đang nói chọn với thực tế. Em mới nói là không có chọn hai cái được mà. Không đi học hả? Không hiểu đề bài. Tại vì mọi người cứ nghĩ là lãng mạn là phải nói mấy cái màu mè. Em nghĩ lãng mạn mỗi người theo một cách khác nhau. Vậy em là nếu em chọn một người đàn ông có tiền với người đàn ông đẹp trai em chọn ai? Em có tiền mà xấu nha. Ghê lắm hả chị? Đúng. Còn mà đẹp trai là không có tiền là em phải lắm. Nuôi nó đó. Em không chọn. Không, bắt buộc phải chọn mà. Em phải chọn, em có quyền không chọn cho nên giờ em vẫn không như bây giờ ép buộc phải chọn mà. À là nếu bắt buộc phải chọn ai bắt em vậy? Anh bắt hả? Không. Chương trình bắt. Nhỏ này mới là không hiểu bài nè. Bây giờ phải chọn một nha. Phải chọn một. Bắt buộc phải chọn. Ừ, phải chọn một. Nhưng mình không có nói là thực tế của em, đang nói là thí dụ thôi, bắt buộc em chọn nha. Ví dụ mà anh chọn á là anh chọn cái người mà không đẹp trai mà có tiền. Nếu là anh. Tôi cũng chọn luôn. Ừ. Em cũng vậy. Em có tiền bạc đúng không? Mà em thấy nó đúng không? Người phụ nữ mình cần được bảo bọc mà. Cả hai cùng yêu mình nha, chứ không phải nhưng là không mà yêu. Mình đang có cuộc sống bình thường nha, không có giàu có gì nha. Mình đều yêu, mình yêu luôn cả hai. Mình yêu hai người luôn. Ừ, thì mình phải chọn một thôi. Để mình chọn. Mình phải chọn một thôi. Có tiền đi sửa được em. Không, nếu mà xấu mà em cũng thích người, em yêu người đó thì được. Rồi còn cái ông mà đẹp. Đẹp em cũng yêu mà. Em cũng yêu nhưng tại vì không có tiền em phải nuôi, em cũng không có nhiều tiền để nuôi. Nên em sẽ không chọn. Trời ơi, cuối cùng vậy sao? Em không thích lãng mạn. Hồi nãy nói lãng mạn. Thấy chưa? Vậy tại sao? Nếu mà cái người chọn lãng mạn như em á, là em phải lấy tiền của cái ông nhà nghèo nhà giàu. Em một lúc hai ông mới là người lãng mạn. Đó là đã yêu rồi là mình không có buông lơi ai hết. Bất chấp mình đâu có cưới ông nào đâu mà sợ. Cái chọn người giàu mà không đẹp đó là thực tế đó. Không. Đúng rồi, em mâu thuẫn quá. Không. Nhưng mà tại em yêu thì đôi khi người đó làm lấy tiền làm cho em mấy cái lãng mạn thì tự nhiên em thích làm sao tự nhiên. Nhưng mà em không chọn. Cứ bắt em chọn hoài, em nói em không chọn. Ok thôi đừng ai ép nữa hết. Ai ép đâu, hồi nó lật bàn đó. Mình có 10 phút để chuyển vô nha. Không có đâu. Mấy anh em còn ngồi quay. La tôi còn ngồi nói. Chuyện gì đến phải đến. Là phước không phải là họa là khó tránh. Không mưa. Quay phim mà ngồi quay là anh ngồi quay hả? Gì vậy? Làm thế, truyền năng lượng cho vũ trụ. Bảo đảm, không mưa. Trời ơi, hay lắm á. Đi ra đi quay ngoại mà tôi lần tôi xin là ổng thương lắm. Trời ơi, ước gì vừa nhất làm cao. Không bao giờ em. Trời ơi, với một người mà... Ít ra cũng phải 3 phút sau. Với một người mà thành tâm như anh. Sau khi xong hết, cái anh em dọn vô hết rồi, là ông hãy mưa, nha.
Trời ơi, chút mà đúng như vậy là mấy người nể tôi lắm nè nha. Không đúng mình sáng mai cười tôi đầu. Mà không đúng thì sáng mai tôi về sớm. 5-6 giờ sáng tôi về sớm chút xíu. Mở bắt đầu không lực đâu rồi. Tự nhiên sáng ngủ dậy không bị mộng du hay sao, không lên xe không kêu không bị về. Thôi bây giờ mình kiếm một cái gì á, cái gì mà đề tài cho trẻ trẻ để cho hai bạn nè. Có nên sống thử trước khi cưới hay không? Nó bình thường quá. Quá. Đúng không? Em thấy giờ bình thường mà. Thôi sao có nên sống thử trước khi cưới không? Em không. Đó chưa đó. Hả? Em chưa bao giờ thử, tại em sợ không cưới được. Lòi á. À là em lòi hay là người ta em lòi? Em lòi á, em lòi. Em lòi gì? Lòi mấy cái xấu á. Rồi thì như vậy rồi cưới về lòi ra rồi ly dị thì nó ổn hơn không? Đó, đúng rồi, cái này đang tranh luận nè. Đúng rồi. Đó. Đây, à? Cuộc trò chuyện tại vì mà. Á thì lúc cưới về cái lỡ rồi thì đâu chừng lỡ. Tỷ lệ ly dị giờ rất là nhiều. Sao lỡ được em? Thì lúc đó là sẽ ok hơn hay là mình sống thử trước rồi mình thấy không hợp thì chia tay nó ok hơn? Mình nên sống thử trước khi cưới. Không vậy nè, người nào mà em thấy là không được lắm thì em sống thử. Còn nếu mà người nào mà em thấy là nên lấy làm chồng thì đừng nên sống thử. Sao cứng vậy? Có nghĩa là em thấy không được là em sống thử. Sống thử. Thì là không thì sống thử đã xong. Được rồi. Em nghĩ là sống thử chi bà. Ờ đã không được rồi sống thử. Không được rồi bỏ bà, nó sống thử chi. Không được thì bà ép cho được. Trước khi nó xuống đây á là tôi biết đó, bà già nó là chưa có bồ, tôi nói quái. Quái lạ, một người vừa có tiền vừa có danh tiếng vừa đẹp xinh như thế này áo, tại sao không có người yêu? Giờ biết rồi hả? Đến bây giờ tôi đã biết nguyên nhân kỹ càng. Từ hồi sáng tới giờ không làm được cái quần đùi gì hết. Đó, rồi bây giờ đã nói chuyện vậy luôn. Ý là những cái xấu của mình nó không có đến nỗi phải ly dị đâu. Ví dụ như là em không làm được cái gì hết, thì nếu mà ở chung á thì người ta sẽ thấy rõ được cái không làm gì hết. Rồi, người ta phải thương cái điều đó của em thì em mới lấy làm chồng được chứ. Em không làm cái gì là làm cái gì? Có nghĩa là sao mà biết chắc là cưới về không ly dị? Không khéo làm bếp á hả? Chuyện nhà cửa hả hay không? Em ví dụ vậy á chứ em cũng không khéo. Vậy thì cưới về lòi ra chồng nó là gia trưởng. Ví dụ, ví dụ có ai mà không khéo mà lại ly dị không ta? Em lấy ê có nha, em lấy cho một ông chồng là ông thích người vợ phải biết bếp núc. Không cái điều đó không xảy ra được, tại vì thích bếp núc thì đâu có quen nhỏ này. Đúng rồi, không lúc quen thì đâu sống thử bà này đâu sống thử đâu biết. Lúc quen thì đâu có bà này, thí dụ như lâu bà này làm một hai món ăn ok, nhưng mà tới lúc mà lấy nhau về rồi không có sống thử lấy nhau về à thì... tức là giống như là mới quen thì làm trứng chiên làm rau xào thì ok, nhưng mà lúc lấy về nó đòi ăn bún bò thì nó không được. À. Bỏ liền, người Huế biết nấu bún bò bỏ. Ý là em không biết nấu thì em cũng không nói là em không biết nấu, chứ em đâu có nói là em biết nấu xong em về em xạo đâu. Ừ đúng rồi, nó đâu xạo. Nhưng mà ý là nếu như em không sống thử thì sao em biết người ta biết người ta muốn cái gì? Em phải biết người ta muốn cái gì. Nói chứ em nghĩ nếu mà để đám cưới thì phải tìm hiểu mới cưới chứ. Đúng rồi. Mà bây giờ cái việc sống thử nó rất là bình thường. Nhưng mà hồi anh chị có sống thử không? Anh chị cái thời đó là xa xưa quá em. Thế bây giờ anh chị tới mười mấy xịn đấy chứ đâu có cần sống thử mới xịn đâu. Tới mười mấy năm, mười một, mười hai năm trước rồi. Nhưng nói mà chung đó là chứng minh là anh chị không sống thử nhưng anh chị vẫn rất hạnh phúc. Nói chung là không sống trong nhà mà có thử rồi. Thì phải thử chứ. Cái gì gọi là sống thử rồi. Thì đó sống thử. Thì thử chứ không phải là sống thử. Thì thử thì phải thử. Mình đổi chủ đề. Mực nướng được chưa vậy? Thôi để nướng mực đi. Em có chủ đề nào không? Em có chủ đề của em không? Ví dụ giờ em có một người bạn trai mà nghiện cờ bạc, em khuyên không được mà em còn rất yêu nha, em khuyên không được thì em có buông tay bạn trai em ra không? Chắc không buông đâu, nhưng mà chắc em sợ không cưới á. Yêu để làm gặp hồ hoài luôn, tới khi nào mà giang hồ dí nợ thì hai đứa cùng trốn thôi chứ vẫn yêu nha. Thì đúng, ý là nếu mà không có giấy đăng ký kết hôn thì em không phải chia cái nợ đó, thì người ta dí thì vẫn dí cái người đó thôi. Nhưng mà vẫn yêu, trời, vẫn quen. Nó vụ, nó dính đâu thôi, không bị chia nợ, không sợ. Trời Thu ơi, Thu. Thế ví dụ là em yêu người đó quá thì em vẫn yêu thôi. Nhưng mà cưới là không cưới. Cô gái này là rất thực dụng luôn á, chứ đâu à. Nãy giờ nói là rất là thực tế luôn á, chứ không có gì lãng mạn trong đó luôn á. Tao thấy lặng nhách gì lắm. Nếu mà em thực tế thì em phải bỏ anh đó chứ. Cái gì? Nhưng mà em sẽ không bỏ được, ví dụ em còn yêu thì anh sẽ không bỏ được anh đó. Nhưng mà ổng không bỏ bài. Thì em mới không cưới ổng. Chỉ là không cưới thôi. Miễn là đừng có đụng tới kinh tế của em là được, đúng không? Là không cưới là quen ông tới già luôn. Miễn là không đụng tới kinh tế. Em nghĩ không quen tới già được đâu, tại vì tới một cái lúc nào đó thì vì một cái lý do gì đó cũng sẽ chia tay thôi. Ông đó chỉ đúng cái cờ bạc thôi, còn tất cả mọi ok. Không, em thấy không ai quen mãn kiếp được hết á. Quen là một á, là chia tay, hai là cưới, nó phải có hai cái kết đó. Đâu em, có nhiều người ta không cưới mà người ta quen nhau mười mấy, hai mươi năm luôn đó.
khó không? Có, nhiều lắm, lên mạng đọc đi. Tao quen mười mấy 20 năm á, cưới nhau ngày tao ly dị. Có. Ê, kiếm chủ đề khác cho anh Thu đi. Hay á, Thu trả lời ok quá trời. Đúng là luật, ví dụ thực tế thì nếu mà mình tỉnh táo thì mình phải chia tay luôn cái người cờ bạc đó chứ. Đúng rồi. Một là chia tay, còn hai là đồng cam cộng khổ. Hai là mình rủ nó chơi luôn. Đúng rồi, mình phải tập quýnh chung với nó. Mình chơi nó luôn. Để hiểu được cái tâm lý của nó. Chơi cho bay ba hết. Để không còn gì hết, để cho nó thấy đó, mày thấy chưa, mày khổ chưa, sáng mắt chưa. Lúc đó sáng mắt rồi là mình cũng không còn gì nữa hết. Mình cũng sáng mắt luôn. Ừ đó, thì đó là lúc đó mới là lãng mạn. Lãng mạn của anh sao á? Thực tế á, có những thứ mà trong cuộc đời này á, mình có thương thật là thương, nhưng mà anh nói đã dính tới cờ bạc rồi á, mà không có chịu bỏ nha, thì em nên buông tay. Vì cái cờ bạc nó sẽ sinh ra rất 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 nhiều cái hệ lụy. Em nói là miễn là không có kết hôn với em là không có dính tới tài sản, không dám đâu. Bây giờ bạn bè bình thường thôi mà nó đi mượn tiền giang hồ còn tới kiếm em, thì đừng huống hồ chi là bồ bịch. Ê, sao nãy giờ mình đặt cho bé Thu nhiều hoàn cảnh éo le vậy ta? Mà nó trả lời chớ quớt à. Bạn này lách rất hay. Lúc thì bắt nhỏ phải chọn rồi, rồi xấu có tiền rồi đẹp trai mà nghèo, rồi lúc mà rồi có nên sống thử hay không, rồi có nên chọn cái người cờ bạc này không, sao tệ nạn không vậy? Tội bé đó quá. Không, nhưng mà em hỏi thôi, không phải là ví dụ có một cái người nào đó mà kiểu dành cho mình, hay là cái người đó là sinh ra dành cho nhau á, hay là do mình cảm thấy mình chọn thôi? Thật ra kết hôn là một, giống như đánh một canh bạc đó, năm ăn năm thua. Kết hôn là kết thúc rồi. Bây giờ mình cược nhiêu ha? Mình cược nhiêu là sao chị? Cái lòng tin, cái niềm tin mình đặt cho người ta nhiều hay ít? Thường là ngay tại cái thời điểm mà mình kết hôn, mình còn bị hoang mang, mình còn chao đảo, mình còn chưa biết mình sẽ làm gì tiếp theo mà. Em tưởng là ví dụ mọi người cảm, em nghe nói là nó có một cái cảm giác khớp gì đó, kiểu khớp với nhau á, mọi người cảm thấy là mình với hai người khớp với nhau, xong mọi người cảm thấy đây, à đây sẽ là người chồng của mình á. Tại vì không, em trước giờ em chưa cảm giác. Cái vụ đó là anh gặp nhiều nè, tôi gặp nhiều với bạn. Tức là trời ơi, đập, gặp được một đây người nè. Của mình rồi. Rồi 2 tháng sau đi rồi. Không có cái chuyện mà hai người sinh ra dành nhau, không có đâu. Tôi nghĩ là không có. Vợ chồng là bù trừ á. Để về hy sinh cho nhau thì nó mới có sự. Hai người phải rồi đó, tôi với bà Trang cho nhau là đúng á, cái bù trừ đúng á. Luôn á. Hai Trang ha. Anh với bà Trang gây lộn khủng khiếp. Nó nghịch nhiều cái ngộ nghỉnh lắm. Có nghĩa là trước ngày cưới 3 ngày hai đứa còn gây lộn nhau mà. Trời ơi kỳ, sắp đám cưới. Ừ, còn gây lộn với nhau từ lúc dưới đó. Ừ. 3 ngày nữa cưới anh vẫn không nhịn. Không phải, có nghĩa là anh làm cái gì đó rồi bà gây anh thì anh mà mỗi lần mà bà nói cái gì đó là anh phải nói lại liền. Chứ anh không có kiểu mà im, tức là bà nói là anh phải nói lại, bà nói là phải nói lại, nó qua nói lại vậy đó, cái là bà giận lên, giận cái là anh để cho giận luôn. Xong rồi tự nhiên cái hồi mình thấy nó căng thẳng quá rồi, cái mình mới đi theo làm quề năn nỉ rồi này nọ. Mà anh với bà xưa là gây lộn vậy đó, gây lộn mà suốt mà gây tới độ mà em tưởng tượng là một tuần lễ là gây hết một tuần lễ đó. Đây, khô là nó cứng lắm, tin tôi đi. Trust. Vậy đó mà khi về ở nhà. Cưới về vẫn gây không, anh hả? Cưới về là hết. Tự nhiên cưới về là ngưng luôn. Có nghĩa là lúc đó là chị cũng hiểu anh rồi, anh bắt đầu nói chung là mỗi người mình vì một cái chung á. Hồi xưa mình vì bản thân mình nhiều hơn, mà sau này khi mình vì một cái chung rồi thì vì cha mẹ, vì con cái này kia nọ từ từ nó khác. Hồi xưa dễ gì mà bà kêu anh gót thì em đi nước anh gót, bây giờ bà kêu anh làm liền. Có nghĩa là mình vì cái chung, mình không ai. Còn, là mình, sợ. Mình không còn gì cái gì nữa hết, mình bỏ cái tôi mình ra. Mình vì cái chung, mình vì gia đình. Hồi xưa là giống như hai bên đều tiểu tư sản. Còn bây giờ là bên giai cấp. Nó phân chia giai cấp rồi. Bây giờ bên vô sản, bên tư sản. Có chuyện gì một cái mà anh là em biết rồi, anh rất là mê vật chất, đi sắm shopping này nọ. Mà có chuyện gì một cái bà giận một cái rồi là xong, là quần đùi áo số luôn, là không có gì hết, là thua luôn, em hiểu không? Cho nên là nguy hiểm lắm. Nên thôi, chính bỏ làm 10. Nói chung tồn tại được là vui rồi. Mình vui là vui rồi. Cái này là nói thiệt, cái quan trọng là mình cảm nhận cái việc đó như thế nào thôi. Cái hạnh phúc là cái cảm nhận của mình mà. Đúng rồi. Đâu có ai bắt mình là cái quy chuẩn của hạnh phúc nó phải như vậy đâu. Cho nên anh không nói em là em phải yêu thế này thế này, không ai có quyền dạy em yêu đó. Nhưng mà cái quan trọng là gì, giống như anh nói đó, cái quan trọng cái suy nghĩ của em á, nó đang có vấn đề ở một cái chỗ là thí dụ như cái một người mà em yêu mà họ nghiện cờ bạc, họ không thể vì em để họ bỏ cái đó mà em vẫn yêu, là em phải nên suy nghĩ lại. Đúng rồi, nên bỏ liền.
Tại vì có gì không phải là có nghĩa là không phải là không cưới là em có thể ở với người ta, nhưng mà cái người đó là vì cái chuyện mà cờ bạc này kia mà không thể vì em không phải không nghĩ tới cái chung á, em hiểu không, mà cứ vẫn như vậy á thì họ đâu có yêu em đâu. Em thì ông không có tin là một người nào có thể vì người khác mà thay đổi một cái gì đó. Có chứ, có hả chị? Có chứ, sẽ thay đổi nhiều mà. Sẽ thay đổi rất nhiều mà mình tới lúc mình thay đổi mình sẽ không biết luôn. Anh Đạt chồng em nữa, hồi đó anh Đạt mê nhậu lắm, bây giờ là thay đổi nhiều lắm. Thay đổi, trời, hồi đó dễ gì mà ai sai được anh, giờ vợ anh sai anh hết. Anh thay đổi. Nói là hai giai cấp. Từ từ thay đổi được à. Đó là lý do mà phụ nữ nên cầm tiền đúng không? Để cái power nó phải mạnh lên đúng không? Trời, em nói mà không thể nào giờ có một người vì mình mà thay đổi. Trời ơi, dễ. Anh Luật là người thay đổi nhiều đến độ mà. Anh có thằng em bên sân khấu không? Nó cũng ghiền cờ bạc lắm, bữa nào anh cho gặp nè. Lẽ tôi nói rồi, câu chuyện đi quen. Một thời gian thôi là hả, nó mượn tiền em luôn. Hồi xưa lúc mà ông Luật ổng chưa có gia đình á, là ổng làm được nhiêu là ổng sẽ xài nhiều. Là ổng không có một đồng nào dư trong người hết trơn. Rồi khi có gia đình rồi biết để dành tiền, biết đem tiền về cho gia đình, cho mẹ. Cầm tiền về cho mẹ, lần đầu tiên ổng cầm tiền về cho mẹ là mẹ khóc luôn mà. Xưa anh không biết để dành, có nghĩa là anh chỉ biết là sống hôm nay là biết hôm nay thôi, nghĩa là hôm nay vui là được. Nhưng anh cũng đâu để dành, chị Trang để dành cho anh mà. Thì chị anh, Trang đưa, không cho... anh đưa tiền cho bà. Thì tại vì cái, không cho anh. Cái điều quan trọng là gì? Cái điều quan trọng là mình chọn đúng người đó em. Chứ nếu như mà bà Trang bà ghiền cờ bạc mà anh chọn đúng là thấy ngon rồi đó. Anh đưa bao nhiêu là đi bao nhiêu là thấy ngon rồi đó. Thì lúc đó làm sao mà còn yêu được nữa em. Ví dụ em thấy, ví dụ nha, một người nóng tính đi, xong rồi lúc đầu mới quen ấy, thì người ta có thể vì mình xong người ta sẽ kìm nén xuống chẳng hạn. Thì lúc đó người ta đang yêu đúng không? Nhưng mà khi mà lấy nhau về rồi hoặc là quen lâu rồi thì người ta sẽ quay lại đúng cái tính cách của người ta chứ. Nó người có quyền nóng tính nhưng mà nó đụng tay đụng chân với em là em nên bỏ nó ngay tức khắc. Không thể nào ở chung một thằng Vũ vô được. À, đi làm cái gì cũng được. Anh gái đó là anh nói thật. Rảnh khấn là anh gái. Không sao. Gần xong của chương trình rồi đúng không? Không biết gần xong rồi, báo. Nướng bắp chưa chín. Chưa chén bữa hành. Chưa gì hết trơn á. Tội nghiệp con ông ơi. Nhục chứ không có gì ở đâu. Thương con nha ông ơi. Mất uy tín à. Ngưng à Phương. Hết nhiễu hồn rồi Phương. Sợ liền đúng không? Nhưng mà Thu là chưa có bạn trai luôn hả? Chưa. Nhìn cái cách nói chuyện là biết chưa. Anh sao là cháu? Thì bình thường mà. Tại em. Em nhiêu tuổi rồi? Nhiều á. Tại em chờ cái khớp đó anh Giang. Nên nó mới lâu. Kiếm sao, kiếm sao? Chỉ là kiếm đúng gu á hả? Không bao giờ có chuyện đó đâu. Không, không làm gì có. Không bao giờ có. Không phim á. Coi thường phim á. Mới coi phim Hàn Quốc lại. Đó là người sinh ra dành cho tôi là nó về nó quýnh hư mặt luôn cái gì cả. Thường là em thấy là cái câu mà ghét của nào trời trao của đó là hay gặp lắm á. Đúng rồi. Tự nhiên mình ghét cái gì cái tự nhiên mình gặp ngay đúng thứ đó à. Bon. Chứ mình ra mà cái gu tiêu chuẩn của người yêu mình phải như thế này là không bao giờ gặp được. Em đang gặp toàn là ngược lại không à. Em ghét cái gì? Em không ghét cái gì ạ. Vậy hả? Thôi vậy không bao giờ có người yêu luôn á. Mẫu hình của em là muốn một người chồng thế nào? Ừ. Kinh doanh. Đó. Đẹp trai, thông minh, biết yêu thương mình, lo lắng cho gia đình. Em không có đặt ra, chưa bao giờ em đặt ra mấy đó luôn. Em quan trọng cái cảm giác của em á. Ví dụ khi gặp cái người đó hoặc là khi nói chuyện với người đó, cái cảm giác nhưng, của em ấy. Nhưng cũng phải có chứ, không lẽ em gặp một cái cậu không có gì cả luôn mà em thích là cũng được hả? Cũng được nha. Bớt coi phim Hàn Quốc lại. Nhưng mà nhớ nha, làm gì làm đừng em đừng ở chung với một người vũ phu. Không, em cũng không chấp nhận mà. Tại đánh mình được một lần. Là em cũng khôn lắm. Cho qua là nó đánh mình nữa. Đâu quá là mình không quá lại liền chứ. Mình không cho phép làm gì đó. Mình nói chuyện vậy cũng vui được, nếu mà mưa quá thì mình coi như là mình vào phòng mình nghỉ ngơi và mình ngủ. Còn tối nay thì Hà Thu và Lâm Vĩ Dạ sẽ về. Biết đâu được trên đường em về sẽ gặp được một cái người đàn ông đó. Gặp cái khớp tông của em. Tông xe hả anh? Bé ơi đó. Bé. Em suy nghĩ thôi, em suy nghĩ kìa vậy. Thôi đi xe em luôn á. Không có tao, yên tâm. Sẽ có một cái anh đúng khớp của em luôn. Anh ra anh cầm cái cây anh chỉ. Thôi. Thơm quá. Mấy ông này thật sự luôn á. Làm chị lo ngại quá. Thôi em cảm ơn anh Giang. À. Ngày hôm nay là đã mời chúng em đến nhà trọ Destiny. Có cái mùi gì á? Em cũng chưa tắm. À đâu sao chúc dạ, cảm ơn anh nha. Chúc sớm có người yêu nha. Sớm khớp. Chúc gặp được khớp đúng rồi. Dạ. Dạ, thôi gặp được khớp nha. Tôi chút xíu ra là gặp khớp, khớp, khớp con ngựa ô ngựa. Thôi mọi người ở lại vui vẻ. Dạ em chào chị. Ok. Dạ. Em chào. Ủa sao bắt tay luôn khách sáo vậy? Chào Phương. Về cẩn thận nha chị. Ủa, cảm ơn. Bye anh Luật, bye anh Phương. À cưng. Để anh sẽ tiễn khách mọi người vô nghỉ ngơi. Dạ đi. Ok.
Đây. Đi được cái điện thoại của ai nè? Của tôi, điện thoại của tôi. Xin lỗi là quen tay. À cho em hỏi quen xô này có cách xê gì không Minh Giang? Không, cái này quay vui. Xô này đã ăn uống ngập mặt rồi, cách xê gì nữa em? Em có ăn uống gì đâu. Mày ăn rau, mày hái rau, muốn chọc cái vườn rau người ta rồi. Trời ơi thiệt. Em cảm giác như là ngày hôm nay em đi ở đợ vậy đó. Ủa mà ở đây có đèn rồi, mắc gì em xài đèn pin kia ta? Ai biểu em cũng rảnh. Chiều nay tới nhà trọ Destiny vui quá anh Giang, ước gì đi show nào cũng vui vậy ha. Ủa cho em đi chứ thôi, chứ anh có cái nào không vui đâu Thu. Không, nhưng mà đi về sao kiểu thoải mái, kiểu đi chơi á, đi tham quan xong rồi ăn uống, chơi bời, vui quá. Ê, nhìn em giống con ở thiệt sự luôn á. Quá trời quá đất rồi. Bye bye nhà trọ Destiny nha. Hẹn gặp Ủa, lại. Ủa dạ, Nguyên máy dầu hả? Máy dầu. Rồi, lên. Máy dầu mà êm lắm. Để anh bỏ cho. Bỏ giùm em á. Rồi lên xe đi nào. Lưu luyến quá. Tạm biệt. Bye bye anh Giang. Bye bye. Cảm ơn anh Giang. Cảm ơn em. Đi chậm chậm nha. Ừ, nãy anh em nói chuyện nhiều. Thôi tạm biệt hỉ. Dạ. Chúc hạnh phúc và bình an hả? Tới chơi thôi chứ đâu có tiền bạc gì hết. Xin chào. Ủa quay show gì kỳ vậy? Tạm biệt. Bye bye. Không có tiền bạc gì luôn hả? Về đi. Là tới quay vậy thôi. Mời tài xế chạy xe đi ạ. Ủa là... Ủa quay show là phải có cách xê chứ. Anh Giang ơi. Ủa tiệt. Ủa gì kỳ vậy? Mà còn đem được cái siêu sắc thuốc nữa hết trơn. Bệnh hoạn lắm. Lực ơi Lực. Vô cái gì ạ? Lực ơi. Đang dọn đồ cái gì? Tranh thủ vậy? Vậy nửa tiếng là xe tới chưa? Tới ăn trước kìa. Đi. Giờ này ông Giang chưa thức đâu. Vậy thôi về khỏi chào nó luôn đi ha. Chào khỏi bắt trả tiền phòng trọ nó. Khỏi. Khùng quá, tiền bạc gì. Anh em xuống chơi vui quá trời, tiền bạc gì tầm này. Đúng rồi. Trời ơi, lấy tiền là bậy lắm á. Mình mà thức trễ á, mình đi về trễ nó đòi mình cũng mất mặt hiểu không? Cho nên thôi cứ sáng sớm mình đi về thôi. Trời, tính ra mình chơi được quá. Tính ra làm sao nó có mời mình nữa không ta? Không đâu. Tới ăn không tốn tiền mà không làm gì nữa chứ. Ê, qua chụp tấm hình đẹp quá, giờ mình qua mình lấy luôn được không? Chơi gì là mất nét luôn á chị. Có lẽ nó phải chụp cho mình hai tấm chứ, để mình giữ một tấm làm kỷ niệm. Lên. Đây là cái tập cuối cùng của cái mùa này của chương trình Nhà trọ Destiny. Cảm ơn anh em đã yêu thương đến và ủng hộ. Và dĩ nhiên chúng ta sẽ có nhiều mùa nữa thưa quý vị ạ. Mặc dù là một chương trình có thể là nhỏ thôi, nhưng mình sẽ duy trì điều đó. Thứ nhất là sẽ có cái sự giải trí cho quý vị xem. Với lại thứ hai là kết nối anh em nghệ sĩ nhiều hơn. Rất muốn nhiều bạn tham gia nữa. Nhưng mà tại vì một mùa có chỉ có người thôi. Mùa tới mình sẽ lại mời tiếp những người mới liên tục. Hy vọng là mọi người ủng hộ.